Trong tháng 7, có khá nhiều mẫu xe mới ra mắt tại thị trường các nước Đông Nam Á và dự kiến sẽ được đưa về Việt Nam, trong thời gian tới bất chấp dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp. 1. Kia Soul Net Hiện tại vài đại lý của Kia đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe Kia Soul Net từ 5 đến 10 triệu. Theo một số nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý Kia, mẫu xe này sẽ chính thức trình làng vào cuối tháng 9. Tại Việt Nam, Kia Soul Net sẽ mở ra một phân khúc mới, nằm giữa hạng A và B. Tại thị trường Indonesia, Kia sâu nét được trang bị động cơ 1.5 lít, công suất 113 mã lực, mô men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT. Vẫn chưa thông tin cụ thể về các phiên bản Kia sâu nét sắp được phân phối tại Việt Nam, nhưng nhiều đồn đoán cho rằng giá bán của xe sẽ rẻ hơn so với Kia Seo tốt. 2. Nissan Terra Terra sẽ ra mắt tại Thái Lan vào tháng 8 sắp tới đồng nghĩa với việc xe có thể có mặt tại các quốc gia khác trong khu vực. Dự kiến, Terra 2021 cũng sẽ ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm nay để cạnh tranh với Fortuner và Everest. Phiên bản ra mắt khu vực chỉ có động cơ 2.3 lít tăng áp kép DSN giống Navara có công suất 187 mã lực, mô men xoắn 450 Nm. Tại một số quốc gia phiên bản động cơ 2.5 lít 4 xi lanh thẳng hàng DSN có thể cũng được giữ lại. Các tùy chọn hộp số bao gồm bản 7 cấp tự động hoặc 6 cấp sàn. Tại thị trường Việt Nam, Nissan Terra là dòng xe SUV không được ưa chuộng. Lý do chính là đơn vị nhập khẩu thiếu sót phiên bản máy dầu số tự động một cầu, cấu hình được ưa chuộng nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ chung. 3. Honda City Hatchback Sau khi lần đầu ra mắt tại Thái Lan vào tháng 11 năm 2020, Honda City Hatchback mới đã có mặt tại Indonesia, thay thế cho ra thế hệ thứ 3 đã bị khai tử trước đó. Tại Indonesia, City Hatchback chỉ có một phiên bản RS duy nhất kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT. Xe không có tùy chọn động cơ VTEC Turbo 1 lít 3 xi lanh như tại Thái Lan. Thay vào đó, Honda City Hatchback mới sẽ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 1.5 lít 4 xi lanh cho công suất 121 mã lực tại 6.600 vòng trên phút và mô men xoắn 145 Nm. Như một số báo cáo trước đó, xe có thể sẽ ra mắt Việt Nam trong năm nay, xe dự kiến được nhập khẩu từ Thái Lan. Giá xe Honda City hatchback bán ra tại thị trường Thái từ 465 triệu. 4. MG năm 2021 mới nhất. Saic và MG Thailand Company Limited, nhà sản xuất và phân phối xe MG tại Thái Lan đã chính thức giới thiệu mẫu xe MG năm 2021 đến khách hàng tại thị trường nội địa Thái. Đây là thế hệ mới của chiếc xe hạng C này với nhiều thay đổi với phong cách thiết kế thể thao kiểu dáng cúp trái ngược hoàn toàn với thế hệ trước. Đặc biệt, không chỉ phần đuôi mà đầu của chiếc xe Trung Quốc này cũng có mui xe hạ thấp rất khác biệt. MG5 thế hệ mới sử dụng động cơ xăng dung tích 1.5 lít sản sinh công suất cực đại 114 mã lực kết nối, với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mẫu xe hơi mới MG năm 2021 sẽ được phân phối với 3 phiên bản có giá giao động khoảng 391 triệu đến 482 triệu. Tại Việt Nam, các đại lý cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc, mẫu xe này dự kiến về nước cuối năm nay. Mẫu xe này hiện cạnh tranh trực tiếp với Mazda 3, Kia Cerato, Honda Civic, Hyundai Elantra. Ngoài những mẫu xe sắp về nước nói trên, tại thị trường Việt, thời gian gần đây ghi nhận loạt ô tô giá dưới 1 tỷ đồng vừa ra mắt gây chú ý người tiêu dùng như Forerunner lắp ráp trong nước với giá bán lẻ 616 đến 925 triệu, Isuzu D-Max 2021 ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4 với 3 phiên bản là MT, AT và TZ, giá bán lần lượt 630 triệu 650 triệu và 850 triệu. Peugeot 3008 Facelift có hai phiên bản là AT và AL, giá bán lần lượt 1 tỷ lẻ 9 triệu và 1 tỷ 109 triệu, cao hơn đời xe cũ 30 đến 40 triệu. Bên cạnh việc đẩy mạnh các chương trình ưu đãi, giảm giá xe để vực lại thị trường đang trứng lại cho dịch, các nhà sản xuất, phân phối ô tô còn phải bảo đảm thực hiện kế hoạch tung ra nhiều mẫu ô tô, trong thời gian tới nhằm góp phần làm tươi sáng bức tranh thị trường trong nửa cuối năm 2021. Xe cộ, xe cộ. Ig 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 ig.